Sáng nay, đoàn công tác Ủy ban Tư pháp của Quốc hội có chương trình giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án quyết định của cơ quan tòa án tại thành phố Đà Nẵng. Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường cùng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Trong những năm qua, các cấp chính quyền thành phố đã chú trọng nâng cao chất lượng ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính cơ bản, đảm bảo đúng quy định pháp luật về căn cứ, trình tự, nội dung và thẩm quyền. Số lượng quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu kiện tại tòa án các cấp, trên tổng số quyết định hành chính, hành vi hành chính chiếm tỷ lệ nhỏ. 7 quận huyện của thành phố trung bình trong 3 năm từ 2019 đến 2021, mỗi ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện ban hành khoảng 20.000 quyết định hành chính. Số vụ bị khiếu kiện tại tòa án là 42 vụ, chiếm tỷ lệ 0,03%. Buổi làm việc cũng ghi nhận nhiều kiến nghị liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của chủ tịch ủy ban nhân dân và ủy ban nhân dân bị khiếu kiện, cũng như việc thi hành án hành chính liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính của chủ tịch ủy ban nhân dân và ủy ban nhân dân. Thành phố Đà Nẵng cũng kiến nghị với đoàn giám sát nhiều nội dung về hoàn thiện pháp luật và các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện pháp luật trong thời gian đến.